Anh Nhân, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Changmon. Hôm nay thì đến với một chuyên mục sẽ rất là mới, chính là tư vấn tâm lý cho các bạn mới lớn. Đùa vậy thôi, chứ hôm nay thực tế là mình muốn chia sẻ cho các bạn một số câu chuyện về cái việc chúng ta đang học, và đặc biệt là kỳ thi vào đại học sắp tới rồi các bạn hen. Nên mình hy vọng là qua cái vlog ngày hôm nay, mình có thể tư vấn cho các bạn nhiều cái kiến thức cũng như là nhiều cái suy nghĩ mà mình tích lũy được trong suốt 25 năm mình sống. Thì mình biết trong các bạn đang xem vlog ngày hôm nay sẽ có rất nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn cấp 3, cấp 2, cấp 1 nếu có, thậm chí là mẫu giáo nó đang xem vlog này. Mình khuyên các bạn nè, thì những cái gì mà chúng ta nên học ở trường, đó mới là cái quan trọng nhất các bạn ạ. Mình thấy là hồi đó mình cứ học về định lý này, định lý nọ, rồi cái chất này trộn với chất kia, rồi xong phải phân tích đủ thứ. Rồi ông thầy nào đó bắt mình làm kiếm một cái chữ X, kiếm cái chữ Y, rồi xong vẽ hình tùm lum tà la lên hết. Tất cả những cái kiến thức đó đương nhiên sẽ rất là cần thiết cho một số những bạn mà người ta gọi là học thuật chuyên sâu, người ta muốn học lên cao, xong người ta nghiên cứu về nhiều cái đó, thì cái đó rất là quan trọng. Nhưng mà thực tế đối với những người bình thường như tụi mình nè, mình chỉ là một người đi làm văn phòng, hoặc là những người mà đi làm công ty, hoặc là những người làm thông dịch viên, hoặc là những người làm hướng dẫn viên du lịch này nọ, thì họ đâu cần những cái kiến thức quá là cao siêu như vậy đâu. Thế nên mình khuyên các bạn, mặc dù mình biết là những cái kiến thức như vậy các bạn phải nên học để các bạn có thể phát triển cái tư duy của mình, nhưng mà có rất nhiều người là người ta không thể nào mà người ta có thể phát triển cái khả năng của người ta thông qua những cái việc học mà nó cao siêu đến như vậy. Người ta chỉ nên biết những cái kiến thức căn bản thôi, đó là gió thổi hướng nào, rồi xong rồi mặt trời mọc hướng nào, rồi sáng nay mình ăn cái gì thì tốn bao nhiêu tiền, xong rồi tối đến mình tính lại tổng cộng mình hôm nay mình sẽ hết bao nhiêu. Đó là những kiến thức mình cần, rất là cần, chứ mình không ngồi việc gì mình phải ngồi mình tính là hướng gió như thế này, hướng xe lửa bay với tốc độ bao nhiêu đó thì mình có chết hay không. Đương nhiên là những cái đó thì sau này là trường hợp khẩn cấp thì mình mới cần thôi. Cho nên mình khuyên các bạn, những cái kiến thức như vậy chúng ta học để chúng ta có thể phát triển cái tư duy là chính, đương nhiên rồi. Nhưng mà mình khuyên những cái môn chúng ta nên học ở trường học rất là quan trọng. Thứ nhất đó là tiếng Anh. Tiếng Anh các bạn ơi, mình biết là sẽ có rất nhiều phụ huynh cho các em đi, con em mình đi học tiếng Anh từ hồi bé, đó là một cái rất là hay. Nhưng mà lỡ gia đình bạn không có điều kiện thì mình khuyên các bạn đi học ở trường lớp tổng cộng 12 năm, mà các bạn chỉ cần giỏi tiếng Anh trong 12 năm đó thôi, là mình nghĩ là cái tiếng Anh đó các bạn có thể sử dụng được sau này, khi mà các bạn vừa mới ra khỏi cấp 3 các bạn có thể dùng cái tiếng Anh đó, các bạn có thể đi xin việc này nọ, rất là ok luôn. Và đặc biệt là trong 1 tỷ môn mà mình học từ lớp 1 tới lớp 12 thì môn tiếng Anh là một trong những cái môn mình thấy là có giá trị sử dụng nhất trong những môn mà chúng ta học. Cái môn tiếp theo mình nghĩ đó chính là văn. Nhưng mà không phải học thuộc hết tất cả các tác phẩm là Chị Dậu rồi Chí Phèo rồi Vợ chồng A Phủ ngồi học hết như vậy. Đến sau này thì đương nhiên chúng ta sẽ có cái để mà chúng ta gọi là bàn tám, gọi là tán dóc với bạn bè thôi, chứ thực tế những cái như vậy thì đâu có phải xài nhiều như sau này. Nhưng mà thông qua những tác phẩm như vậy các bạn có thể học được cách các bạn hành văn, mà mình dùng một cái loại văn mạch lạc hơn. Như mình thì mình học rất là ngu văn, cho nên khi mình nói chuyện như vậy mình cảm thấy rất là khó trong cái vấn đề mà mình diễn đạt cái ý tưởng cho các bạn. Thế nên á là mình nghĩ là học văn là một cái để chúng ta có thể phát triển được cái tinh thần, cái tư tưởng của chúng ta hơn. Không những thế, chúng ta có thể phát triển được cái kỹ năng, gọi là kỹ năng diễn đạt cái cảm xúc của mình thông qua những lời văn. Thế nên sau này á thì những cái môn còn lại thì đương nhiên là mình rất là ít sử dụng, mà mình sử dụng những cái kiến thức mà mình học được trong cái cuộc sống thường ngày. Các bạn sẽ nghe người ta nói rằng là rất nhiều người thành công người ta tốt nghiệp đại học. Đó là một con số rất ít. Cũng có rất nhiều người người ta thành công nhưng mà người ta không cần đại học. Đó cũng là một con số rất ít các bạn à. Đi học đại học cũng là một cái gì đó cũng khá là hên xui may đuổi. Thế nên á, nếu mà các bạn đang xem vlog này, các bạn lỡ mà đậu đại học nha, thì các bạn nên làm như thế nào? Chúng ta đã học đại học, nó hoàn toàn khác hẳn với chúng ta học cấp 3 các bạn ạ. Một cái khởi đầu hoàn toàn mới đối với cuộc sống của bạn vậy đấy. Nhưng mà đã vào đại học rồi, mình khuyên các bạn là chúng ta nên cố gắng hết sức. Nói chung là từ cấp 1 tới cấp 3 các bạn xem như chúng ta đi chơi đi. Nhưng mà đến khi các bạn học đại học á, cái kiến thức học đại học rất rất là quan trọng các bạn ạ. Nếu mà lỡ khi mà các bạn học đại học xong á, mà các bạn cứ học chơi chơi lên điểm danh đồ này nọ như các bạn học hồi cấp 3 mà các bạn không có một chút kiến thức nào đó, thì khi ra trường các bạn bị thất nghiệp, hoặc là các bạn không được các công ty nó tuyển dụng tại vì các bạn không có năng lực học. Năng lực học ở đây nghĩa là gì? Không phải là các bạn thông qua những cái cơ điểm số 9, 18, 9, 7, 8, 6 gì đó, đó không quan trọng. Mà quan trọng là những cái kiến thức mình có thể sử dụng được vào trong cái công ty đó. Thì khi người ta thấy như vậy, người ta mới chọn các bạn. Chứ không phải các bạn cứ tưởng là học xong đại học rồi có tấm bằng này nọ thì đương nhiên là tao sẽ có công việc hẳn hoi rồi. Các bạn, đó là những người người ta gọi là con nhà giàu, người ta có chỗ dựa vững chắc rồi xong được giới thiệu đồ này nọ, hoặc là con ông cháu cha, người ta chỉ cần khỏi học cũng được nữa. Đó là người ta đã sinh ra ở vạch đích rồi. Cho nên là mình
mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và mình khuyên các bạn đã học đại học rồi, các bạn hãy cố gắng tích lũy thật nhiều cái kinh nghiệm, không chỉ qua bằng cái bảng điểm của các bạn, mà các bạn phải tích lũy được những cái kinh nghiệm các bạn học được, và sau này mình dùng cái kinh nghiệm đó để mình đi làm. Nhưng mà tới cái khúc này thì mới tội nè, những người mà bị rớt đại học thì phải làm sao bây giờ? Mình biết là nếu các bạn rớt đại học các bạn sẽ rất là buồn, nhưng mà thực tế mình thấy là cái buồn nó chỉ gói gọn trong vòng 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng là xong hết thôi. Nó không thể nào mà các bạn buồn hết cả đời được, tại vì các bạn bị rớt đại học. Và đặc biệt các bạn sẽ thấy áp lực tâm lý nếu mà ba mẹ các bạn bắt các bạn đi học đại học để lấy một cái danh nghĩa là con tao nó đi học đại học, con tao nó đậu đại học ở đó ngầu chưa. Thì cái đó là một cái rất là sai các bạn ơi. Đó là một cái tư tưởng rất là cổ hủ rồi. Mà lỡ mà có ba mẹ nào có suy nghĩ như vậy mà con mình chỉ cần đi học đại học thôi là cả gia đình hãnh diện, đó là cái gì đó rất là sai lầm, không nên có một cái tư tưởng như vậy. Đặc biệt là các bạn nghe ba mẹ các bạn bắt các bạn đi học đại học vì cái định kiến như vậy, thì các bạn nghĩ đi, ba mẹ chỉ nghĩ cho cái danh dự của họ thôi, chứ họ không nghĩ đến cái tương lai của các bạn. Tương lai của các bạn đó là gì? Các bạn phải làm một cái công việc gì đó, các bạn ổn định cái cuộc sống của các bạn, hoặc là các bạn thông qua cái công việc đó, các bạn yêu thích cái công việc đó, thì các bạn kiếm tiền được cái công việc đó, sau này các bạn có cuộc sống tốt hơn. Đó mới chính là cái mục đích mà tất cả ba mẹ mà người ta muốn cho con mình, chứ không phải học đại học xong rồi hãnh diện này nọ. Cái danh nghĩa như vậy á, chả để làm gì hết các bạn ơi. Chả ăn được, chả uống được, mà chỉ cần nghênh nghênh cái mặt ra thôi. Đó không cần. Ba mẹ thời buổi nay á, là ba mẹ mình phải lên hãnh diện khi con cái mình hạnh phúc. Con cái mình không có làm những điều gì sai trái. Con cái mình chỉ cần nó yêu chính bản thân mình thôi. Đó mới là điều quan trọng, ba mẹ ạ. Thế nên là cái chương trình hướng dẫn các bạn nếu mà rớt đại học các bạn phải làm gì, thì các bạn hãy lưu ý từ khúc này trở đi nha. Có rất nhiều người á, người ta có thể thành công được thông qua cái việc người ta giỏi về vấn đề học thuật. Nghĩa là sao? Họ thấy giỏi trong cái môi trường trường lớp, họ đi học, họ đọc sách này nọ, họ hiểu được nhiều cái kiến thức. Đó là lý do có nhiều người ta thành công thông qua cái việc người ta học đại học. Nhưng mà cả lại có rất nhiều người, người ta không cần đại học, người ta vẫn thành công đó thôi. Tại vì những người như vậy, họ có khả năng, người ta gọi là họ có thể tiếp thu được kiến thức và họ học được những cái điều thông qua những cái kiến thức thực tế hàng ngày. Họ va chạm với môi trường, họ đi làm này nọ, thì sau khi đó thì họ tiếp nhận được một cái kiến thức như vậy, thì từ đó thì họ có thể phát triển bản thân mình hơn và họ không cần phải đi học thông qua sách vở nữa. Thế nên là các bạn thấy là có nhiều người, người ta bỏ đại học để người ta đi làm ở ngoài và người ta thành công. Đó là trường hợp tại vì người ta không có thích môi trường ở đại học, hoặc là người ta thấy không phù hợp với môi trường đó cho nên người ta mới bỏ đại học. Chứ mà không phải là ai cũng có thể mà bỏ đại học xong một cái là người ta thành công đâu các bạn nha. Thế nên nếu mà các bạn không học đại học, các bạn có thể chọn một phương án cũng rất là hay, đó chính là học trung cấp nghề. Các bạn ạ, trong tất cả các nước mà mình đã từng đi á, thì người ta rất quan trọng cái bằng cấp. Nhưng mà cái Việt Nam mình á, thì là một môi trường các bạn, mình nghĩ không có cần quan trọng cái bằng cấp đó lắm. Mình đã đi làm được rất nhiều công ty qua cái ngành mình học rồi, thì họ không bao giờ họ kiểm tra cái bằng của mình cả. Và ngành của mình đang học đó là ngành tiếng Hàn các bạn hén. Thì người ta không có kiểm tra cái bằng đại học của mình. Đặc biệt là mình làm nhiều cho các công ty Hàn Quốc thôi, và những công ty như vậy họ chả bao giờ hỏi đến cái bằng mình học đại học như thế nào hết đó. Thế nên các bạn có thể chọn một phương án, đó chính là các bạn đi học trung cấp nghề. Trung cấp nghề, các bạn ở trung cấp nghề học thời gian nó còn ngắn học đại học, và các bạn có thể đi làm nhanh hơn là thậm chí các bạn đi học đại học. Mà nếu các bạn muốn lên văn bằng nữa, hoặc các bạn lên trung cao đẳng hoặc là lên đại học này nọ đấy, thì các bạn có thể đi học thêm. Nhưng mà mình nghĩ là học trung cấp nghề là quá là đủ rồi. Và khi mà học trung cấp nghề vậy đó, thì có rất là nhiều cái nghề cho các bạn chọn. Và đã học như vậy thì các bạn nên chọn một cái nghề mà các bạn thấy mình yêu thích các bạn nhé. Hãy chọn một cái ngành nghề gì đó mình yêu thích, chứ đừng chọn những cái ngành nghề mình thấy là ôi tao nghe cái ngành nghề này là chắc là học cái ngành này nó sẽ ra đi làm kế toán nè, hoặc ra cái nghề này nó làm thư ký nè, hoặc làm thủ thư. Nghe những cái nghề mà nghe nó kiểu như các bạn ngồi làm văn phòng, các bạn thấy chắc mình lên ngồi bấm máy xong thế là xong cả ngay. Thực tế nếu các bạn học xong những ngành như vậy đó, các bạn ra đi làm các bạn sẽ thấy nó chán ơi là chán. Mình đã hỏi rất nhiều người học những cái ngành mà người ta thấy là phổ biến á, thì họ kêu là trời ơi chán lắm anh ơi, em không biết phải làm sao hết. Nhưng mà đã lỡ chọn nghề như vậy rồi thì họ không biết phải làm sao. Cho nên mình khuyên các bạn nè, có rất là nhiều nghề đa dạng, các bạn nên chọn những ngành nghề phù hợp với thị trường của Việt Nam. Như là cái nghề ngôn ngữ là một cái ngành cũng rất là hay. Hoặc là các bạn học những cái ngành làm đẹp. Con trai thì vẫn nên là điện máy cơ khí, con gái cũng được thôi. Nhưng mà mình nghĩ là điện máy cơ khí này nọ cũng là một cái ngành sau này sẽ rất là phát triển các bạn hén. Nói tóm lại thì có rất là nhiều ngành các bạn có thể chọn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là hãy chọn những cái ngành nào mình yêu thích.
mình cảm thấy thông qua cái công việc đó mình thấy mình có đam mê việc đó, sau này mình muốn dùng cái việc đó để mình kiếm tiền, mình không thể thấy chán thông qua cái việc như vậy đấy, thì đó mới là cái ngành các bạn nên học. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái ngành mà các bạn yêu thích so với cái ngành mà nó có thể phát triển trong cái thị trường Việt Nam, đó là một cái cũng rất là quan trọng các bạn ha. Ví dụ như mình nè, hồi đó mặc dù mình rất thích Hàn Quốc, mình yêu idol K-pop hay này nọ, mình nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng không có nghĩa là mình thích tiếng Hàn. Nhưng mà mình cũng đã thích Hàn Quốc một chút rồi, cho nên mình học tiếng Hàn mình thấy cũng thấy nó dễ hơn, tại vì mình coi phim Hàn nhiều. Và thậm chí là ở Việt Nam dạo này phát triển về cái tiếng Hàn rất là nhiều các bạn ha, đặc biệt là nhiều cái công ty Hàn Quốc người ta đầu tư vào Việt Nam mình, cho nên là cái việc mình đi học xong mình kiếm được việc làm rất là đơn giản luôn, mình thấy cực kỳ đơn giản luôn các bạn ạ. Và thậm chí lương mình còn cao hơn gấp mấy lần mấy đứa học đại học, mà thậm chí có mấy đứa bạn đại học của mình nó bây giờ nó tốt nghiệp xong nó cũng chưa chắc nó ra được kiếm được việc đó các bạn. Và cái phương án cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là đi du học. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn đi du học, mình khuyên các bạn vẫn nên khuyên các bạn là các bạn phải biết một chút ngôn ngữ về cái nước các bạn muốn đi học, và đặc biệt là gia đình các bạn phải có thật là nhiều điều kiện, nghĩa là các bạn gia đình các bạn đủ có khả năng chi trả tài chính cho các bạn để các bạn có thể đi du học mà không cần phải lo quá nhiều về tiền bạc. Đó mới chính là cái việc các bạn đi du học. Còn nếu mà khi các bạn đi du học mà các bạn phải lo quá nhiều về tiền bạc vật chất đấy thì thực sự nó rất rất là khổ các bạn ạ. À. Mà lỡ có nhiều bạn gia đình các bạn đấy không có nhiều điều kiện tài chính, các bạn đấy phải mượn nợ ngân hàng một số tiền rất là lớn, thì các bạn hỏi là có nên đi du học hay không anh ơi? Đó là một canh bạc nó rất là nguy hiểm các bạn ơi. Các bạn nghĩ coi, mình đầu tư một cục đất lớn như vậy, mình đi qua một cái nước khác mà chắc gì mình có thể đem toàn bộ cái tiền vốn, tiền lãi để mà có thể về, tiền vốn đem về đã may lắm rồi chứ chắc gì đã có lãi rồi các bạn hả? Nên là nếu các bạn đi du học là một cái bước đầu tư nó rất là mạo hiểm các bạn. Nếu mà các bạn giỏi, các bạn đi học ở nước ngoài xong các bạn đi về làm việc, hoặc các bạn làm ở nước ngoài luôn, thì đó là một sự thành công rất là tốt rồi. Nhưng mà lỡ các bạn thấy mình không có đủ năng lực tài chính nè, hoặc là mình thấy mình học không có giỏi, bây giờ mình đi du học có ổn hay không? Nếu các bạn có quyết tâm á, thì các bạn có thể vừa học vừa làm ở bên nước ngoài được. Nhưng mà mình rất là không khuyên các bạn mà học không có giỏi nè, và nhà lại không có điều kiện tài chính nữa, mà đi du học là một cái việc rất rất là nguy hiểm các bạn ơi. Cho nên là nếu các bạn nghĩ mà các bạn qua bên nước ngoài các bạn du học á, mà cái tỷ lệ phần trăm các bạn thành công nó quá là thấp đi, thì thay vì vậy mình đầu tư như vậy thì mình hãy đầu tư vào chính bản thân mình ở Việt Nam cũng được. Mình có thể học một cái ngành nào đó ở Việt Nam, mình có thể học một cái ngành nào đó ở Việt Nam với một cái chi phí cũng khá là thấp. Và lỡ mà nếu các bạn đã học ở Việt Nam như vậy rồi mà lỡ các bạn có thất bại đó, thì các bạn cũng có thể có gia đình để các bạn quay trở về. Chứ các bạn đã học ở nước ngoài rồi nha các bạn nha, lỡ các bạn thất bại một cái là các bạn đi về Việt Nam rất là khó đó các bạn à. Kiểu như các bạn về Việt Nam, thứ nhất đó chính là vấn đề tài chính nè, tại vì mình đã đầu tư một số tiền rất là lớn rồi, bây giờ mình đi tay không về thì biết phải làm sao đây. Thứ hai là cái các bạn sẽ thấy rất là ngại với gia đình của các bạn là một nè, với họ hàng hàng xóm nè, đó là một cái rất là khó khăn. Cho nên mình khuyên các bạn hãy đầu tư, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi các bạn đi du học. Và nếu các bạn sẽ hỏi là anh ơi, giữa du học bên phương Tây và bên Hàn Quốc thì anh chọn bên nào, mình thấy là bên Hàn Quốc giờ này cũng rất là phát triển về cái công nghệ này nọ, nên khi các bạn qua Hàn Quốc các bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Nhưng về một cái cách giáo dục ở Hàn Quốc mà so với phương Tây đấy, tại vì mình học khoa tiếng Anh thì mình có thể mình học giữa thầy nước ngoài và người thầy người Hàn, thì học nhiều lần như vậy mình thấy là thầy người bên phương Tây người ta có cách giáo dục nó rất là hay các bạn ơi. Người ta giáo dục cực kỳ hay luôn, và cách giáo dục của họ thậm chí là để cho học sinh người ta có thể tích lũy được nhiều cái kiến thức trong đầu họ. Còn những thầy người Hàn thì thực sự họ dạy một cách gọi là rất là sách giáo khoa, nghĩa là họ đọc toàn bộ những cái sách giáo khoa có gì họ đọc ra hết cho các bạn như vậy đấy. Thì khi mà học như vậy thì thực sự rất là khó ở Hàn Quốc. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì lại phát triển về công nghệ cũng rất là cao và giá thành cũng rất là rẻ. Cho nên là nếu các bạn qua đây rồi đó mà các bạn thích về cái ngành nào đó thì đương nhiên mình thấy nó sẽ dễ hơn rồi. Và cuối cùng là tâm sự của một con người đã chọn sai ngành khi đang đi học đại học đây, và đặc biệt mình đang đi du học ở Hàn Quốc. Và cái ngành mình chọn rất là này nọ, đó chính là mình học ngành chuyên ngành tiếng Anh và văn học Anh. Các bạn ở cái ngành này thực sự mình rất rất là thất vọng luôn ở Hàn Quốc. Đó là các bạn đi học tiếng Anh thì người ta dạy không có nhiều, mà người ta dạy bạn mà tiếng Hàn là chính. Và thậm chí là bên giáo sư bên này các bạn họ sẽ dạy tiếng Hàn và nguyên một cái giáo trình vậy. Có tiếng Anh thì có đó, nhưng mà họ giảng bài bằng tiếng Hàn cho nên nghe cũng khá là buồn. Và đặc biệt là trời ơi, nhìn một đống như vậy luôn, mà sau khi mình học khoảng một năm mấy rồi mình thấy là tiếng Anh mình cũng không có giỏi hơn thêm, và mình thấy mà mình cũng không có yêu thích cái ngành này lắm. Cho nên là sau khi mà mình nghĩ là mình tốt nghiệp xong rồi đấy, mình chẳng biết mình phải làm gì với cái ngành này. Mình nghĩ là mình học ở đây chỉ để lấy cái bằng thôi,
và đó là một cái rất là sai lầm của mình. Cho nên mình khuyên các bạn đừng có nên lặp lại cái sai lầm của mình. Thế nên trước khi kết thúc vlog ngày hôm nay, mình khuyên các bạn là nếu các bạn đăng ký học đại học, các bạn phải chọn cái ngành nào đó mình yêu thích, mình thực sự yêu thích cái ngành đó và mình muốn sau này kiếm tiền bằng chính cái công việc đó thì các bạn nên học. Còn nếu các bạn học một cái ngành đại học ở đó, các bạn nghĩ là sau này chắc là người ta nói là cái ngành này làm chắc sau này học đại học xong cũng ok, nghe người ta nói như vậy, các bạn chả biết gì về cái ngành đó và các bạn cũng chẳng thích cái ngành đó, các bạn nghe người ta nói như vậy thôi, các bạn đăng ký học, đó là một cái điều rất là sai lầm. Và lỡ mà các bạn học mà các bạn bị rớt đại học đấy thì các bạn cũng đừng lo lắng gì hết, chả có gì phải lo lắng hết á. Các bạn sẽ có rất nhiều cái con đường khác ngoài con đường đại học các bạn ạ. Người ta nói rằng là đại học á là một con đường nó dễ dẫn đến thành công hơn, nhưng không có nghĩa là đại học lúc nào cũng dẫn đến thành công cho các bạn hết. Nên mình khuyên các bạn hãy suy nghĩ từ chính bản thân của mình. Mình phải tìm hiểu về một cái ngành nào đó các bạn thích và phải cố gắng bằng chính bản thân của mình, đó mới là điều quan trọng ha. Và lỡ có rớt đại học thì đừng có buồn nha, chả có gì phải buồn vậy các bạn ạ. Và vlog ngày hôm nay đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay. Và đặc biệt là những chị em nào mà muốn chia sẻ cho các em mình sắp thi đại học á, những cái tip gì đó hoặc là những cái suy nghĩ của mình á, thì các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Ok, vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bye bye.